Sim Y lộng lẫy trên thảm đỏ Cannes 2024. Trang phục kỳ công của Candice Swanpoel, Bella Hadid, Anya Taylor-Joy tại liên hoan phim Cannes năm nay được Vogue, Harper's Bazaar và nhiều tạp chí đánh giá cao. Giữa hàng trăm nghệ sĩ súng xính trang phục chỉnh chu tại liên hoan phim danh giá, diễn viên Marina Rui Barbosa vẫn nổi bật khi khoe sắc vóc qua tác phẩm Miss Soho Culture chất liệu bắt sáng tạo phong tinh tế. Sau những bước chân trên thảm đỏ, người đẹp Brazil lập tức gây sốt và được nhiều tờ báo ví như nữ thần trong truyền thuyết. Lấy cảm hứng từ hoa Calla Lily, bộ đầm Kenny Chang Culture dành riêng cho nữ hoàng tạo dáng Coco Rocha được nhận xét là tuyệt tác nghệ thuật có 102. Những lớp xếp thủ công tỉ mỉ và tay nghề dựng phong 3D bậc thầy biến nàng mẫu thành bông hoa kiêu kỳ nhất giữa khu vườn tràn ngập sắc hương. Mỗi khi bạn nghĩ Bella Hadid không thể vượt qua chính mình, cô ấy lại tìm ra cách mới để khiến chúng ta kinh ngạc. Lần này, thiết kế Atelier Versace đính sequin với thân trên xuyên thấu đã mang lại sức hút khó tin. Mahalia Chang, trưởng nhóm nội dung số của Vogue Australia, bình luận. Cựu thiên thần nội y Candice Swanpoel tỏa sáng trong trang phục Vivienne Westwood bất đối xứng tại buổi công chiếu phim The Apprentice. Diễn viên Isabel Fuhrman yêu kiều tựa bông hồng rực rỡ khi mặc bộ cánh Armani tri-xếp tầng bồng bềnh. Sim Y Dior hốt khu chờ lấp lánh giúp minh tinh thế hệ mới Anya Taylor-Joy tôn vòng hai nhỏ xíu trên thảm đỏ lễ ra mắt phim Furioso, Amat Mat Saga. Mỹ nhân 20 tuổi Lenny Klum, con gái siêu mẫu Heidi Klum, làm nổi bật thân hình như tượng tạc qua chiếc đầm lưới ôm sát đính hoa 3D gợi cảm. Ca sĩ Kelly Rowland khai thác khoảng hở với tác phẩm Gorak Kuta hốt khu chờ đính kết tỉ mỉ. Ngôi sao châu Á Dương Tử Quỳnh gây ấn tượng bởi phong cách trẻ trung, cá tính trong thiết kế Bottega Veneta pha trộn giữa chất liệu da và lông vũ phối màu độc đáo. Dù bị chấn thương và bó buộc cánh tay phải, hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại Aishwarya Rai vẫn khẳng định dấu ấn riêng khi xuất hiện cùng mẫu đầm đuôi cá Van Guni sang Peacock dài quét đất. Đính hàng chục cánh bướm ánh kim sinh động. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.